Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe SUV. Mà đặc biệt chiếc xe SUV này là một chiếc xe SUV rất là phong cách và rất là thời trang. Và với số lượng cực kỳ ít ở trên đường thì thỉnh thoảng các bạn sẽ mới bắt gặp được chiếc xe này ở trên đường. Đó là chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe. Thì với chiếc Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này, đây là một chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn. Và hiện tại Mercedes Phú Mỹ Hưng mình đang có sẵn để giao xe. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem cái chiếc xe này có những điểm đặc biệt gì mà thu hút khách hàng như vậy. Xin mời các bạn. Và đây là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe. Thì chiếc GLC 300 Coupe này đặc biệt một điều là các bạn biết đó là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đó. Thứ hai nữa là chiếc GLC 300 Coupe này với số lượng cực kỳ ít ở Việt Nam này. Thì các bạn thấy là GLC thì khi mà đi ngoài đường phố các bạn sẽ thấy rất là nhiều xe GLC, nào là GLC 200, GLC 250, GLC 300. Nhưng với phiên bản GLC 300 Coupe thì thỉnh thoảng các bạn mới thấy thôi. Bởi vì xe GLC 300 Coupe này được nhập với số lượng cực kỳ giới hạn. Thì về phần đầu xe thì các bạn thấy là lưới tản nhiệt được thiết kế theo dạng kim cương. Và kim cương này là kim cương màu đen các bạn nha. Nó sẽ khác với cái C300 AMG là sử dụng cái lưới tản nhiệt kim cương nhưng mà kim cương màu bạc. Thì mình thấy là cái lưới tản nhiệt này trông ấn tượng hơn và ngầu hơn so với cái lưới tản nhiệt mà viên kim cương màu bạc. Về phần lưới tản nhiệt thì chiếc GLC 300 Coupe này sử dụng lưới tản nhiệt một nang. Thì đối với lưới tản nhiệt một nang thì các bạn sẽ hình dung là đến những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà AMG á, thì thường đây là cái thiết kế của cái lưới tản nhiệt của những dòng xe AMG. Về phần cản dưới á, thì các bạn sẽ thấy có một điểm khác biệt so với chiếc xe GLC 300 mà phiên bản lắp ráp về Việt Nam. Đó, thì về phần đầu xe thì nhìn tổng thể thì các bạn sẽ thấy là cái GLC 300 Coupe này được thiết kế rất là nhẹ nhàng và rất là thời trang. Đèn xe của chiếc xe GLC 300 Coupe này là sử dụng đèn LED toàn phần. Đèn LED thông minh các bạn, thì đối với cái đèn LED này thì nó có tổng cộng 5 tính năng của đèn thông minh. Đó, thì khi mà các bạn đi trên đường cao tốc thì đèn có sẽ tự động chuyển thành đèn pha. Khi các bạn đi vào những khúc cua thì đèn của chúng ta sẽ bo theo cua, hoặc là đi đến những cái ngã rẽ thì đèn nó cũng sẽ mở rộng góc chiếu. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta đi mà có xe đi đối diện ngược chiều thì cái đèn pha của chúng ta sẽ tự động hạ dần đèn xuống để chống chói cho cái xe phía trước. Về phần mâm xe thì các bạn sẽ thấy là cái GLC 300 Coupe này sử dụng cái bộ mâm đa chấu rất là đẹp. Đây, các bạn thấy không? Thì cái bộ mâm này các bạn nhìn hình dung nó giống như là một cái bông hoa, nhìn rất là chắc chắn các bạn nha. Thì cái mâm xe được thiết kế là 10 nang, nhưng mà các bạn cảm thấy là những cái nang nó rất là to. Và cái bề ngoài của cái nang này là mặt nhôm kim loại các bạn, chứ không phải là sơn các bạn nha. Để lộ cái lớp mà nhôm hết luôn. Đây, cái phần này là phần mà nhôm phay chứ không phải là phần sơn. Và đặc biệt nữa là cái lớp xe của GLC 300 Coupe này phía trước là sử dụng lớp là 235/55R19 và sử dụng cái lớp xe là Pirelli. Thì các bạn biết là Pirelli là của cái nước nào không? Nếu mà các bạn biết thì các bạn cho mình comment cho mình biết ở dưới. Tại vì Pirelli thì thực sự mình cũng không biết nó là cái thương hiệu đến từ nước nào. Và đây là một cái chi tiết cũng xuất hiện trên đầy đủ các dòng xe của GLC, kể cả GLC 200, GLC 250, GLC 300 và kể cả GLC 300 Coupe. Đó là cái bệ bước các bạn. Đây là cái bệ bước mình không có lắp thêm nha. Nó là tiêu chuẩn của xe luôn.
Và bánh sau của chiếc xe GLC 300 Coupe này cũng sử dụng bằng size với cái bánh trước các bạn nhé, cũng là 235/55R19 luôn. Và một cái điểm đặc biệt nữa đối với chiếc xe GLC 300 Coupe này là cái phần đuôi xe. Các bạn thấy là về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là cái phần mui nó được cúp xuống ở khu vực này, nó được cúp xuống chứ nó sẽ không vuông vắn giống như là chiếc xe GLC mà phiên bản bình thường. Đây, đây là cái GLC mà phiên bản SUV nè các bạn. Đó, nó sẽ khác ở cái phần đuôi xe. Đó các bạn thấy không? Thì thật sự cái phần mà thiết kế coupe này á làm cho chiếc xe GLC của chúng ta trở nên là thời trang hơn rất là nhiều, cũng như là tăng lên cái độ thể thao của chiếc xe. Đó các bạn thấy không? Thì các bạn biết là chiếc GLC 300 Coupe này nhìn giống chiếc xe gì đó của Mercedes-Benz không các bạn? Thật sự nó rất là giống với chiếc xe là GLE 400 Coupe hoặc là GLE 43 Coupe. GLC 300 Coupe này cũng sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, cho nên là các bạn thấy ở đây có cái logo là 4MATIC. Về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là cái GLC 300 Coupe được thiết kế cái đèn xe phía sau này cực kỳ ấn tượng luôn. Thì cái đèn xe ở phía trên này sẽ có là một cái thanh mạ chrome để coi như là viền cái đèn để tạo thêm cái điểm nhấn của cái đèn cho chúng ta. Các bạn ở đây thì nếu mà các bạn muốn mở cái cốp xe này á thì nó sẽ khác so với những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz, là cái nút mở cốp nó nằm ngay ở cái logo này luôn các bạn. Các bạn chỉ việc đè vào đó thì cái cốp xe sẽ tự động bật lên. Các bạn thấy không? Đó là một cái thiết kế cực kỳ ấn tượng luôn. Và đây là cái cốp xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này. Thì các bạn thấy là cái GLC 300 Coupe này về cái cốp nó cũng khá là rộng rãi, nhưng nó cũng sẽ không rộng rãi như là chiếc xe GLC mà phiên bản SUV đâu. Tại vì ở khu vực này khi mà chúng ta đóng cái cốp lại á, thì nó cũng sẽ bị giới hạn ở khu vực này rồi. Đó, các bạn thấy không? Ở đây nó cũng sẽ có một cái nút bấm để chúng ta gập cái hàng ghế lại nè các bạn. Ở đây đó, các bạn thấy không? Nó sẽ gập cái hàng ghế là bằng điện. Ở đây cũng vậy. Đó, khi mà gập lại cái hàng ghế phía sau này lại thì các bạn sẽ thấy là thành một cái mặt phẳng luôn. Đó, nếu mà chúng ta mà có gia đình chúng ta mà đi chơi có các bé nhỏ thì chúng ta có thể gặp lại và trải một cái mền lên trên đây thì các bé có thể là tự do ngồi chơi, hoặc là trong trường hợp mà mệt mỏi có thể là nằm ở đây luôn. Rất là tiện lợi. Đặc biệt cái tính năng này là khách hàng cực kỳ thích đối với chiếc xe GLC, kể cả GLC 300 Coupe, GLC 300, GLC 250 và kể cả GLC 200 luôn các bạn. Tại vì khi mà chúng ta gặp lại cái hàng ghế này á thì các bạn sẽ thấy là cái diện tích tăng lên rất là nhiều. Chúng ta có thể chở được những cái đồ mà dài hoặc là những cái hành lý nào đó mà chúng ta to, chúng ta có thể là gập ghế lại và chúng ta có thể chở lên rất là gọn gàng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng điện 12V nè các bạn. Thì nếu mà chúng ta có thể là trang bị thêm cái option là cái tủ lạnh đó các bạn. Mercedes-Benz thì có bán cái tủ lạnh để xách tay, thì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể mua thêm cái tủ lạnh đó, chúng ta để cốp sau và chúng ta cắm điện ở đây nè. Đó, thì cái tủ lạnh đó nó phù hợp trong những chuyến đi du lịch. Ở đây thì xe GLC 300 Coupe vẫn có cái nút để chúng ta khóa hành lý, tại vì ở dưới cốp này nó cũng khá là rộng rãi luôn các bạn. Ở đây các bạn thấy không, rất là rộng rãi. Đặc biệt nữa là đó, cái phần cốp này á nó sẽ không có cái bánh xe cua, tại vì cái lớp xe của GLC 300 Coupe này sử dụng lớp ren lát rồi. Ở đây cũng giống như là những cái phụ kiện mà của Mercedes-Benz, đây là cái lưới để khằng đồ các bạn. Còn đây là cái thảm của xe. Thảm của xe thì ở đây. Còn đây là một cái hộp quà của Mercedes-Benz, thì cái hộp quà này Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Đó. Nó sẽ có là tập nè, bút nè, một cái pin cài áo nè, một cái USB hình chìa khóa, một cái hộp để nem cạc, và đây là cái thư của cảm ơn của tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam đã ký. Các bạn thấy cái hộp quà rất là đẹp đúng không? Còn đây là cái túi y tế của cái xe, thì Di sẽ để ở đây. Còn đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhé. Thì
khi mà giao xe thì các bạn có thể là tham khảo thêm. Tại vì trước khi giao xe thì bên Di cũng có hướng dẫn cho khách hàng rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà khách hàng thắc mắc đó, thì khách hàng có thể gọi trực tiếp cho Di hoặc có thể là xem thêm sách hướng dẫn sử dụng. Còn đây là cái biển cảnh báo tam giác. Thì cái phần dưới của cái cốp xe này các bạn có thể là Di nghĩ là có thể để được cái bánh xe cua luôn đó các bạn. Nó rất là rộng. Nè các bạn thấy không? Hơn một gang tay của Di luôn. Và đây là cái giỏ mà chúng ta có thể là đi picnic, đi siêu thị chúng ta có thể để đồ. Các bạn thấy không, Di thọt cái cốp này múc sâu trong luôn nè. Đó, cho nên là các bạn thấy là cái độ sâu của cái cốp này nó rất là ok. Ok, bây giờ Di sẽ bỏ đồ lại. Ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái nút đóng cốp các bạn nha. Thì cái cốp này chúng ta có thể là đóng bằng nút hoặc đóng bằng chìa khóa, hoặc là bên trong vẫn có cái nút để mà chúng ta đóng cốp. Cái cốp xe nó xuống rất là từ từ và rất là êm. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 Cup được trang bị cái bô kép và có một cái thanh mạc chrome từ bên trái sang bên phải luôn các bạn. Rất là đẹp. Cái phần up bô á. Một cái điểm nữa là các bạn sẽ thấy là cái ốp biển số ở phía sau của xe GLC 300 Cup này. Thì GLC 300 Cup nếu mà các bạn mua xe, các bạn phải mua thêm một cái biển số dài nữa các bạn. Tại vì ở Việt Nam mình là bảng số dài phía trước, bảng số ngắn ở phía sau. Đó, nhưng mà đối với xe GLC 300 Cup này á, thì chúng ta phải trang bị thêm cái phần biển số dài. Tại vì Mercedes-Benz họ đã gắn một cái ốp dài sẵn cho chúng ta rồi. Đó, cái này chút bắt buộc chúng ta phải lắp cái biển số dài rồi. Nếu mà lắp biển số mà vuông á, thì các bạn thấy nó sẽ không được đẹp lắm. Ở đây nó vẫn có những cái này nó không có đèn các bạn nha. Cái này như cái để nó phản chiếu ánh sáng thôi. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đi vào ban đêm á, đèn nó rọi vào đây thì chỗ này nó sẽ sáng lên thôi, chứ nó chỗ này nó không có đèn. Đó, đi Di mở cái đèn phía sau cho các bạn xem. Đó, khi mà đi ban đêm á bạn, các bạn sẽ thấy cái đèn của chúng ta như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Thì nó những cái giải LED nó chạy ở đây. Đây là những cái giải LED thôi. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn vào bên trong của cái khoang nội thất này. Các bạn xem cái GLC 300 Cup này có những cái điểm gì mà đặc biệt hay là thú vị không. Và đây là cái khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe. Thì chúng ta nhìn về phần tổng thể thiết kế, chúng ta sẽ thấy là nó cũng không khác biệt gì so với những cái phiên bản GLC mà được lắp ráp tại Việt Nam. Vẫn cùng một thiết kế thôi các bạn, không khác gì hết. Ở đây vẫn là ba vị trí nhớ ghế, công tắc nâng hạ kiến ở đây, và cái nút này là cái nút mà để chúng ta đóng mở cốp hồi nãy ở phía sau các bạn. Đặc biệt cái GLC 300 Coupe này được trang bị cái camera 360 độ. Chúng ta sẽ thấy một cái nút camera 360 độ nằm ở đây. GLC 300 Coupe thì sử dụng cái ốp gỗ mà gỗ bóng màu nâu nhạt. Các bạn sẽ thấy là cái ốp gỗ này nó sẽ có ở trên chiếc xe C250, cái phiên bản mà 2018 á, thì cái ốp gỗ màu nâu nhạt này sẽ làm cho chiếc xe của chúng ta trở nên là sang trọng hơn rất là nhiều. Bây giờ Di sẽ nổ máy cái xe lên cho các bạn xem. Ở đây là cái khu vực mà để chúng ta có thể là điều khiển được máy lạnh. Nó vẫn giống như những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Thì những cái phím bấm của cái nút máy lạnh này thì các bạn hình dung nó giống như những cái phím đàn piano. Chúng ta có thể là gạt lên hoặc là gạt xuống ở đây. Thiết kế rất là hay. GLC 300 Coupe được trang bị một cái ổ đĩa ở đây các bạn nha. Thì cái đĩa này chúng ta chỉ có thể trang bị là đĩa CD hoặc là MP3 thôi. Navigation nè, radio nè, giải trí nè, điện thoại nè. Cái nút này là cái nút để cài đặt các bạn nha. Cái nút này là nút để cài đặt xe nè. Những cái tính năng về đèn viền nội thất hoặc là một vài cái tính năng cài đặt khác thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta chỉnh. Còn khu vực này là cái khu vực mà điều khiển trung tâm nè. Đó, chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình giải trí này bằng cái con trỏ chỗ này, cái touchpad chỗ này. Đó, cảm ứng ở đây các bạn nha. Thì khi mà chúng ta lái xe á, thì chúng ta sử dụng cái cảm ứng này nó sẽ là tránh sao lãng cho việc lái xe rất là nhiều.
hoặc là chúng ta có thể là sử dụng con lăn ở đây. GLC 300 Coupe vẫn được trang bị 5 chế độ lái. Đầu tiên là chúng ta sẽ lái ở chế độ là Comfort các bạn. Comfort là chế độ lái mặc định của xe. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta muốn lái theo những cái chế độ khác thì chúng ta có thể là thay đổi ở đây cái nút Dynamic này các bạn. Đây, chúng ta chỉ việc gạt lên gạt xuống thôi. Thì bây giờ nếu mà Duy gạt xuống á, các bạn sẽ thấy là ở đây có chữ Eco. Eco là một cái tính năng mà lái tiết kiệm nhất trong tất cả những cái tính năng. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mà đi đường tỉnh hoặc là đi trên đường cao tốc này nọ đó, chúng ta có thể chuyển qua chế độ lái Eco này, thì các bạn sẽ thấy một điều là cái xe GLC 300 Coupe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với chúng ta lái ở chế độ Sport hoặc là chế độ Sport cộng. Thực sự chế độ lái Sport và Sport cộng này thì dành cho những khách hàng mà yêu thích chế độ lái thể thao. Tại vì lái thể thao các bạn thì chúng ta chỉ lái ở một cái đoạn đường nào đó nhất định thôi. Chẳng hạn như khi chúng ta chạy lên trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể là lái một khúc đó thôi. Và chúng ta cũng sẽ chuyển về chế độ lái Comfort hoặc là chế độ lái Eco rồi. Chứ ít ai mà để chế độ lái Sport mà chạy cả quãng đường dài lắm. Và một cái chế độ cuối cùng đó là chế độ lái in video, là lái theo sở thích cá nhân. Thì lái theo sở thích cá nhân là chúng ta có thể là cài đặt ở trên cái màn hình giải trí này các bạn. Chúng ta nếu mà chúng ta muốn cài đặt thì chúng ta sẽ chọn cái chữ Adapt này. Và chúng ta sẽ cài đặt rất là nhiều những cái tính năng, chẳng hạn như là về ta lái. Về ta lái thì các bạn có thể là chọn ta lái theo kiểu Comfort hoặc lái theo kiểu Sport. Khi mà lái chế độ Comfort thì cái vô lăng của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng. Còn nếu mà chúng ta chuyển qua chế độ lái Sport thì vô lăng của chúng ta sẽ xu hướng là cứng hơn và kiểu lái thích ứng nhanh hơn các bạn. Nghĩa là chúng ta đánh ta lái thì vô lái nó sẽ ăn nhanh hơn so với là cái lái chế độ Comfort. Còn tiếp theo nữa, chúng ta có thể là chọn cái chế độ mà tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ nè. Nếu mà chúng ta không thích tự tới đèn đỏ mà tự động tắt máy á, thì chúng ta có thể là tắt ở đây luôn rồi nha, hoặc là chúng ta có thể bật. Chúng ta có thể là chuyển chế độ máy lạnh từ Comfort hoặc là Eco được luôn. Đó, nếu mà chúng ta chuyển qua chế độ Eco thì cái máy lạnh chúng ta sẽ hoạt động nó cũng nhẹ nhàng hơn. Còn ở đây là tính cài đặt cái phần động cơ và hộp số. Nếu mà chúng ta thích lái chế độ Sport thì chúng ta sẽ để ở đây, hoặc là Sport cộng, hoặc là chế độ Eco, hoặc là Comfort. Đó, tùy theo mình thích chế độ nào thì mình chúng ta cài đặt thôi. Và mỗi lần lên xe các bạn chỉ việc gạt cái cần này, gạt cái chữ Dynamic này, cái lẫy Dynamic này về cái chế độ Individual của chúng ta thôi, là chúng ta sẽ chạy theo cái chế độ mà chúng ta đã cài đặt vừa rồi. Tiếp theo nữa là ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm nè các bạn. Các bạn thấy ở đây có chữ M. Các bạn thấy ở đây có chữ M nè. M là manual á. Nếu mà các bạn là một người mà thích lái bằng số tay á thì các bạn có thể lái chuyển về chế độ M để lái. Thì khi mà chúng ta chuyển về chế độ M thì chúng ta chỉ việc là bấm ở đây một cái thôi. Chúng ta chỉ việc đây, gì sẽ chuyển đây, các bạn thấy không? Vì đã chuyển qua chế độ M rồi đó. Các bạn thấy là M1 nè. Thì xe mình đang ở vị trí là số 1. Và khi mà chúng ta đạp ga, chúng ta tăng số á, thì chúng ta bấm ở phía sau lẫy nè các bạn. Ở đây nè. Đó, các bạn sẽ thấy là ở phía sau cái tay lái nó sẽ có cái lẫy dấu cộng. Và bên đây nó sẽ có cái lẫy dấu trừ. Thì tăng số, cộng là tăng số, trừ là giảm số các bạn. Nếu mà các bạn có hay xem mà những cái xe đua F1 á, hoặc là những cái chiếc siêu xe như là Lamborghini hay là Ferrari nọ, thì các bạn sẽ thấy là ở phía sau vô lăng nó sẽ có trang bị cái lẫy này. Đây là cái lẫy chuyển số các bạn nha. Thì nếu mà các bạn nào quen lái hoặc là các bạn lái giỏi á, thì các bạn có thể lái bằng chế độ này. Đó, tên là này thì chúng ta lái trên những cái đường đua hoặc là những cái cung đường mà chúng ta cảm thấy là trống hoặc là vắng á, thì chúng ta có thể chuyển về chế độ này, chúng ta lái để tăng cái sự cảm giác lái thú vị cho cái xe. Ở đây là cái khu vực mà chúng ta đã chỉnh đèn nè các bạn. Thì tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz luôn, thì từ dòng C, dòng Y, dòng S hoặc kể cả Maybach luôn, thì cái núm mà để điều khiển đèn nó sẽ nằm ở đây. Thì tất cả luôn các bạn đều để chế độ auto. Các bạn đều phải để chế độ auto này thôi, chứ không có để chế độ khác. Tùy theo những cái điều kiện khác nhau thì chúng ta có thể chuyển đèn thôi. Chẳng hạn như là chúng ta đi vào cái khu vực hẹp, chúng ta sợ chói vào mắt người khác, hoặc là chúng ta đậu xe, chúng ta chờ một ai đó, thì chúng ta sẽ để vào chế độ đèn đề mi hoặc là đèn đậu xe.
đó. Hoặc là đèn này là đèn cốt chế độ manual các bạn. Chứ bình thường là chúng ta chạy xe chúng ta chỉ việc để auto thôi, và chúng ta sẽ không cần phải nhớ là bật đèn hay là tắt đèn gì nữa. Và cái nút này các bạn, cái nút bên cạnh nè, các bạn thấy nè, đây là cái nút đèn sương mù đó, các bạn thấy không, đây là cái nút đèn sương mù nè. Khi mà chúng ta đi những cái đoạn đường mà có sương mù á thì chúng ta sẽ việc bấm vào đây, tại vì cái xe Mercedes-Benz á, cái đèn sương mù bây giờ nó sẽ tích hợp trong cái đèn thông minh luôn đó. Khi mà chúng ta chọn cái độ đèn sương mù này thì cái đèn của chúng ta, đèn cái đèn pha phía trước các bạn tự động sẽ cụp xuống và liếc về phía bên tay trái một góc là 8 độ để mà chống chói, để tránh mà gọi đèn trực tiếp vào cái màn xương thì như vậy là nó sẽ còn phản tác dụng lại nữa. Thì đó, khi chúng ta đi đèn sương mù thì chúng ta phải bấm ở đây, thì trên táp lô nó cũng sẽ hiện lên cái đèn sương mù nó bật nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Còn bình thường thì chúng ta sẽ tắt đi. GLC 300 Coupe thì được trang bị cửa sổ trời luôn. Các bạn sẽ thấy đây, cửa sổ trời. Đó, các bạn thấy không? Còn đây là các khu vực mà để chúng ta chỉnh đèn phía trước, phía sau nè các bạn. Đèn phía trước nè, đèn phía sau nè. Đèn là đèn đọc sách hai bên các bạn nha. Cũng giống như những cái dòng xe khác thôi. Bây giờ Di sẽ dắt các bạn ra cái khoang sau nha. Và đặc biệt cái khoang sau của chiếc xe GLC 300 Coupe này sử dụng cái kính cách nhiệt. Các bạn thấy là cái khoang sau kính màu đen nè. Đây. Đó, các bạn thấy không? Và đây là cái khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe. Các bạn thấy là nếu mà chúng ta thích mà một cái chiếc xe mà nó rộng rãi, cao ráo cho cái người ngồi phía sau thì cái GLC 300 Coupe này nó không phải là cái lựa chọn hàng đầu các bạn nha. Tại vì khi mà khách hàng mà chọn cái GLC 300 Coupe này thì khách hàng thường nghiêng về cái cảm giác lái. Thứ hai là về cái thằng thiết kế rất là thời trang, rất là thể thao của chiếc xe này. Nhưng mà bây giờ để Di ngồi vào bên trong, Di sẽ cảm nhận cái vị trí ghế ngồi này như thế nào và Di sẽ cho các bạn biết. Đây, Di đã ngồi vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe GLC 300 Coupe này rồi. Thì Di cao 1m68 các bạn nha. Thì khi mà Di ngồi vào cái ghế này thì cái phần mà đầu gối với lại cái hàng ghế trước á, thì nó cũng còn cách xa rất là nhiều. Các bạn thấy không? Cũng rất là rộng rãi. Còn về phần trần xe á, thì nó cũng sẽ không có phải là thấp lắm đâu. Tại vì cái phần thiết kế Coupe này á, mặc dù nó là Coupe nhưng mà khi mà nó cúp á, cái phần sau nó cúp nhiều hơn các bạn. Có nghĩa là mình ngồi ở vị trí này thì nó vẫn còn ok. Đó, Di nghĩ những cái người cao khoảng tầm 1m72, 1m73 thì vẫn ngồi thoải mái ở cái hàng ghế này. Còn đây ở phía sau thì có được trang bị thêm cái hốc gió của máy lạnh các bạn nha. Chỗ này là cái đèn xe và một cái tay nắm ở đây. Ở trong khoang sau thì của chiếc xe GLC 300 Coupe này thì nó cũng giống như những cái dòng xe khác thôi, mà Di đã cho các bạn xem rất là nhiều. Còn ở đây là cái chỗ để tựa tay, hoặc là chúng ta có thể là để được cái hai chai nước ở đây. Ok, bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi xem cái động cơ của chiếc xe GLC 300 Coupe này, xem nó có gì đặc biệt hơn không. Và đây là cái động cơ của chiếc xe GLC 300 Coupe này. Thì cái GLC 300 Coupe này sử dụng động cơ giống y như trên cái GLC 300 lắp ráp tại Việt Nam. Thì cũng là động cơ 2.0, công suất là 245 mã lực, hộp số tự động là 9 cấp các bạn nha. Thì chiếc xe GLC 300 Coupe này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 6,5 giây thôi. Thì một điều rất là ấn tượng cho chiếc xe 245 mã lực này đó chính là cái phần mà tiêu hao nhiên liệu. Nếu mà chúng ta đi trên đường kết hợp á, thì nó tốn 7,8 lít trên 100 cây. Nếu mà đi trên đường đô thị á, thì 9,4 lít. Và nếu mà chúng ta đi ngoài đô thị hoặc đi trên những cái đoạn đường mà đường tỉnh á, thì các bạn thấy nó còn tiết kiệm hơn rất là nhiều, chỉ với là 6,8 lít trên 100 km đường trường. Thật sự với động cơ mà 2.0 này, công suất là 245 mã lực này, thì nó sử dụng hầu hết trên rất là nhiều dòng xe của Mercedes-Benz, từ dòng xe C, dòng xe Y hoặc là kể cả dòng xe GLC này.
Và bây giờ Di xin được phép kết thúc clip tại đây. Hy vọng với clip này sẽ giúp ích cho các bạn đang quan tâm tới dòng xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe hiểu rõ hơn về chiếc xe để lựa chọn cho mình một chiếc xe hợp lý. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan đến những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể comment cho mình ở bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và các bạn có thể gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0914653979 để biết thêm những cái chương trình khuyến mãi của những dòng xe của Mercedes-Benz. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn hãy bấm like và share giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào các bạn.